những điểm độc đáo trong đám cưới riêng tư của Miu. Hoa cưới kết từ ba loại hoa quý thuộc hàng đắt đỏ thế giới. Sơn thực đơn ít món nhưng toàn sơn hào hải vị. Thịt bò tuyển chọn hút Kobe đến từ Úc, giá hơn 1 triệu một ký. Ngon nghe, ngon thiệt ngon nghe. Ngon mà tao nói, ngon quá, bị ngon quá mà. Thịt nó mềm dễ sợ. Giảng viên đại học nhưng đam mê show dầu. Làm cô dâu diện phải đơn giản nhưng phải đeo kim cương cỡ đại. Chị là công chúa mà em, nhà chị giàu lắm. Tiền chị sắp thành cọc, chị tán vô mặt em còn đau nữa nè. Người có tiền thì cũng ok, mà người không có tiền thì thật ra là nó cũng không phải là cái vấn đề đối với Du. Du hoàn toàn có khả năng lo được cho bản thân mình, thậm chí còn có thể lo và giúp đỡ cho người đó nữa. Cái vấn đề về tiền bạc, tài sản, nó không phải là thước đo về cái tình cảm. Ai được ưu ái dự tiệc riêng tư của Miu? Mới đây, diễn viên Miu gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong buổi tiệc riêng tư với thiếu gia Minh Đạt được tổ chức hồi tháng 5 năm 2024. Trước đó, vì yêu cầu của cặp đôi nên các khách mời không chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào trên mạng xã hội. Dân tình cũng nhanh chóng xăm soi được một số điểm độc đáo trong hôn lễ của phú bà và tổng tài này. Bên cạnh vi dự chất lượng điểm 10 của cô dâu, chú rể, hoa cưới của Miu cũng nhanh chóng lọt top tìm kiếm. Được biết, hoa cưới của nữ diễn viên được kết từ ba loại hoa quý là hoa linh lan, hoa tulip trắng và hoa hạnh phúc. Riêng hoa linh lan thuộc hàng đắt đỏ trên thế giới, từng được nhiều mỹ nhân đình đám của Vbiz lựa chọn trong ngày trọng đại. Thêm vào đó, menu đại khách của Miu gây chú ý không kém. Qua một số khoảnh khắc do khách mời tiết lộ, thực đơn khá ít món nhưng toàn sơn hào hải vị. Vợ chồng người đẹp lựa chọn thịt bò hút Kobe nhập khẩu từ Úc, có giá từ 1 triệu một ký để thiết đãi. Từ đó thấy được đám cưới cổ tích của Miu đích thì là sự kiện đáng mong đợi nhất của Vbiz. Không chỉ đầu tư mạnh tay cho không gian và ẩm thực, Miu cũng chi bộn tiền để có được hình ảnh lung linh trong ngày cưới. Người đẹp lựa chọn mẫu váy cưới đơn giản, tuy nhiên không quên tạo điểm nhấn với bộ trang sức kim cương cỡ đại. Thế nhưng, một số khán giả lại cho rằng spotlight buổi tiệc nghiêng về phía nam diễn viên của trường. Trong một khung hình kỷ niệm cô dâu, chú rể và khách mời, nhân vật chính có vẻ luôn mời trước độ lịch lãm và phong độ của trường. Ngoài ra, Mai Phương Thúy cũng là một trong số những mỹ nhân nổi bật tại lễ cưới của Miu. Vì là hôn lễ riêng tư nên Miu giới hạn khách mời tối đa. Một số gương mặt tham dự là trường Mai Phương Thúy, Dung Vũ, Tiến Công, vợ chồng cựu thành viên 365 Trần Điền Hồ, Phạm Hồng Phước. Thông tin Miu kết hôn được cộng đồng mạng quan tâm. Bởi trước đó, người đẹp 8X chưa từng tiết lộ về chuyện tình yêu với thiếu gia Minh Đạt trước truyền thông. Thậm chí, thời điểm công bố tin làm đám cưới, cô vẫn giấu mặt chú rể vì cần thêm một ít thời gian để hai đứa mình thu xếp chuyện cá nhân để không ảnh hưởng đến công việc. Gần đây, nữ diễn viên Những Thiên Thần áo trắng mới công khai chồng sắp cưới. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, Minh Đạt còn có thành tích học tập ấn tượng khi lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh trường Đại học California. Anh là giám đốc vận hành chi nhánh của Diệu Duy Tân và là phó chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân gia đình trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Miu cho biết chú rể kém cô 1 tuổi, còn độc thân và chưa từng lập gia đình. Nữ diễn viên 35 tuổi chia sẻ ở hiện tại, cô quan niệm hạnh phúc không cần ồn ào, hạnh phúc nằm ở những điều thầm lặng cả hai dành cho nhau mỗi ngày. Theo tiết lộ, lễ cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 29 tháng 6, song địa điểm cụ thể vẫn chưa được công bố. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.